và người khuyết tật có những cái sự đôi khi có những cái mà tôi không hiểu được cái sự khác thường của họ. Ví dụ như này, ngày xưa tôi có một người em họ, anh ấy bị một cái tình trạng là cái mắt kém lắm. Anh ấy đeo một cái kính mà tôi nhớ là cái độ dày nó kinh hoàng, mà anh ấy xem tivi thì anh ngồi cái tivi thế này này, ngồi xem cái tivi mà ngồi trước cái tivi có vâng. Thế mà ông ấy khuyết tật theo cách nào tôi không bao giờ dám hỏi. Đi nước ngoài rất là nhiều lần để dự những cái hội nghị khuyết tật, mà đi một mình tôi không hiểu ông ấy làm sao mà đọc được cái vé máy bay, rồi đọc được cái chỉ dẫn, rồi làm sao lên được máy bay, mình không dám hỏi mà ông đi rất nhiều lần. Thế mới sợ chứ. Thì mình nghĩ là đúng là mình mà còn lỡ ngỡ đây mà. Tại sao một cái người như vậy mà họ đi bao nhiêu quốc gia, mà đi qua bao nhiêu cái cửa, bao nhiêu cái rắc rối mà họ quyết được, rất là phục. Vâng, vâng. Ở trong em có một vận động viên đạt đến trình độ quốc tế, em ấy tên Hiệp. Em ấy khi tham gia thi đấu thể thao thì em ấy phải bịt mắt hoàn toàn. Cho dù rằng là em đó là mù hoàn toàn đó, khiếm thị hoàn toàn, không thấy một cái gì hết. Như anh Lê Hoàng chia sẻ là anh ấy còn có thể xem điện thoại được. Nhưng ở bên em có một cái nội dung là TF11. Thế là vận động viên ấy là coi như là bị khiếm thị hoàn toàn, không thấy ánh sáng, coi như là một màu tối. Nhưng mà em ấy tham gia ở bộ môn là chạy 100m và nhảy xa. Thế hả? Và thêm tham gia thêm môn nhảy xa tam cấp, là nhảy 3 bước ra. Rất là tài năng. Không chỉ Hiệp mà còn các em thế hệ đằng sau này, em cũng cảm thấy là nơi các em khiếm khuyết đó có những cái tài năng bẩm sinh mà ơn trên ban cho. Thì em nghĩ đó là một cái điều như anh chia sẻ với anh Lê Hoàng đó. Chúng ta là những người đang mắt sáng thì bịt mắt lại đã đi đã khó rồi. Đấy không? Đúng rồi. Ở đây vừa chạy 100m và lại vừa nhảy xa nữa. Nó có những cái khoảnh khắc nó phi thường. Vâng.